Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh vừa nghĩ ra được một trò khá thú vị. Tuy nhiên trước tiên Nom Nom phải làm một việc quan trọng hơn, đó là gửi lời cảm ơn đến ba bạn Thỏ Hay Review, Minh Tấn Lê và Bùi Thị Ngọc Hân 5821. Đây là ba bạn đã comment nhanh nhất ở video lần trước. Nom Nom rất trân trọng tình cảm mà các bạn dành cho kênh Nom Nom Review, đó cũng là động lực to lớn để mình tiếp tục làm những video hay hơn. Nếu bạn nào muốn được Nom Nom nhắc tên thì hãy mau chóng comment xuống phần bình luận của video này đi nhé. Quay trở lại với anh Bảy, hôm nay anh vừa tậu được bịch sâu khá lớn, chúng nó nằm hết ở trong hũ này nè. Cụ thể thì ông cháu đã trộm được bên nhà bà hàng xóm, nhưng đen cái là lần này ông cháu bị bà hàng xóm giã què chân, thật nhọ nồi quá mà. Giờ anh phải bó bột thế này nè, giới thiệu cho các bạn đây là bộ đồ chơi siêu cấp mà anh Bảy mới mua được đấy nhé. Đây là bộ đường ray xe lửa xuyên vũ trụ, chỉ cần lắp đường ray rồi để tàu điện chạy que rất cute luôn. Bạn nào muốn có một bộ hãy comment xuống dưới để Nom Nom kêu anh Bảy ship về tận nhà các bạn nha. Bảy trọ tuy lớn đầu đã có vợ con nhưng tâm hồn anh vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Thanh niên cực kỳ thích mấy thứ như này, giờ ông cháu sẽ để chùm sâu cản trở đường đi của tàu điện. Ái chà, nó đi xuyên qua luôn kìa, chứng tỏ động cơ cũng khá khỏe đấy chứ. Lần này thay bằng 2 toa tàu thậm chí còn nhanh hơn nữa. Anh Bảy tăng số lượng sâu và thêm 1 toa nữa phía sau. Cái kết mặc dù tàu đã đi xuyên qua nhưng 2 toa cuối đã bị lật đổ. Trời mé, đúng là vô tri hết sức mà. Bọn sâu này trông cũng ngon chắc tẹo nữa, anh Bảy sẽ cho bọn chúng lên chảo dầu vậy. Ở tình huống tiếp theo, anh Bảy lại nghĩ ra một trò nghịch mới khá thú vị. Trước mắt là bầy kiến đạn mà ông cháu đã chuẩn bị sẵn nè. Quá cute phải không các bạn? Đố mọi người đây là thứ gì đấy? Nó là loại sô cô la thượng hạng có giá 7 tỷ, khá bèo nhèo. Bên trong túi bạc kia chính là tổ kiến đạn. Trời mé, có rất nhiều trứng non mà kiến chúa mới đẻ ra. Ban đầu anh Bảy chỉ mua kiến chúa về để giải trí thôi. Ai dè nó đẻ quá trớn khiến anh Bảy mất kiểm soát. Bảy trọ sẽ bóc sô cô lô từng miếng, sau đó để hết vào túi và dùng tay không giã nhỏ, cỡ này chắc đủ rồi đó, đổ vào trong chậu rồi làm sô cô la tan chảy. Bảy bóng cất trong tủ lạnh 6 tiếng rưỡi, cuối cùng nó ra thành quế này đây. Anh Bảy sẽ kết nối với tổ kiến đạn để xem chúng có phản ứng thế nào. Vãi nhò, chỉ trong 1 phút mà chúng đã đào xuyên qua lớp đầu. Loài kiến thì thường bị dẫn dụ bởi đồ ngọt và với miếng sô cô la khổng lồ này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên anh Bảy hiện tại cũng rất đói nên thanh niên sẽ giữ miếng sô cô la để ăn dần, chứ hiếm khi mới được ăn sô cô la mà lại để kiến đạn ăn hết thì phí lắm ha ha. Trước mắt các bạn đây là quần thể sâu với hàng nghìn con sâu, và hôm nay anh Bảy quá rảnh rỗi nên đã mua một cái não lợn để test xem với bằng này con sâu, chúng có thể ngốn sạch được cái não này hay không. Ban đầu bọn sâu sẽ từ từ tiến tới, với mùi máu tanh tươi ngon như này sẽ khiến cho hormone bên trong cơ thể sâu được kích thích tối đa. Bọn chúng ngấu nghiến nhìn ghê quá các bạn ạ. Do phần bên trên quá cao nên sâu con sẽ cắn sẽ phần dưới của não trước. Ôi vãi đạn, các bạn thấy cái não đang đổi màu chứ? Thật ra để hàng nghìn con sâu ăn hết được cái não này, anh Bảy phải đợi hàng giờ đồng hồ. Eo ơi, có vẻ như não đang tiết ra một thứ dịch trắng nào đó. Đố các bạn biết đó là gì á? Đù mé dùng kỹ mới nhận ra chất dịch trắng đó là do cái não đã bị thối rữa, mùi thúi sùm khắp phòng anh Bảy. Bên cạnh đó có rất nhiều ruồi nhặng đến ăn ké. Eo ơi, Nom Nom xem mà buồn nôn quá đi các bạn ạ. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một hệ sinh thái mới gồm nhiều loài động vật và các sinh vật khác nhau mà anh Bảy dành cả ngày hôm qua để xây dựng. Chúng ta hãy cùng xem cách mà thanh niên này hoàn thành nó như thế nào nhé. Đầu tiên anh Bảy sẽ chuẩn bị một hộp kính làm không gian chứa hệ sinh thái bên trong. Sử dụng đất nền trộn với đất tơi xốp giàu dinh dưỡng sẽ giúp cây cối phát triển một cách tốt hơn. Ngoài ra đất tơi xốp sẽ giúp thấm hút độ ẩm, kiểm soát được sự sinh sôi từ các vi sinh vật. Cắm một vài viên đá cẩm thạch mua từ bên Nam Cực về. Bảy trọ phải chôm thêm quỹ đen của vợ để mua lớp rêu xanh Nam Mỹ này. Trông vậy thôi nhưng rẻ lắm các bạn à, chỉ 2 tỷ một nắm rêu như thế này. Anh sẽ đặt rêu vào bề mặt của hệ sinh thái, để thêm phần tự nhiên thì ông cháu thả vài chiếc lá vàng rơi xuống, nó sẽ là thức ăn tạm thời cho những loài động vật chân đốt. Hệ sinh thái sắp được hoàn thành rồi đó. Anh Bảy sẽ phun ít hơi nước cung cấp độ ẩm, và con vật đầu tiên mà Bảy trọ muốn làm chùm ở hệ sinh thái này chính là bọ chét nguyên tử. Vãi trưởng luôn, nhìn màu sắc của nó như con ngựa vằn vậy các bạn à. Tạm thời anh Bảy sẽ thả một con bọ chét xuống trước để xem chúng có thể sinh tồn ở hệ sinh thái này hay không. Tiếp theo đó sẽ là mấy con bọ sữa, chúng có công dụng ăn sạch các vi sinh vật gây hại nhỏ bé. Ngoài ra để tăng cường xương khớp cho bọ chét, anh Bảy đầu tư hẳn một lọ bột canxi carbonate mới ác. Một tuần sau, điều kỳ diệu xảy ra khi hệ sinh thái này đã phát triển rất mạnh mẽ. Trước mắt các bạn đây là một con sên đất châu Phi, bằng một cách nào đó nó đã mò vào hệ sinh thái này các bạn ạ. Vãi trưởng, mọi người nhìn thấy cái mỏ của nó đang há ra để lao lính chứ. Ngoài ra sên đất đã đẻ một bầy trứng, có con non đã thoát ra ngoài rồi kìa. Ây cha, đây là cặp cuốn chiếu đang giao phối với nhau đấy à. Có vẻ con đực đang tìm chỗ nào đó ngon nghẻ hơn để tiếp tục công việc hệ trọng. Con sên đất này đã ngốn được khá nhiều lá cây rồi đấy. Mở lớp rêu này ra thì anh Bảy phát hiện có tổ kiến lửa đang ngự trị ở đây. Xới lớp đất lên chúng ta có thêm rất nhiều giun kim nữa nè.
Bảy trọ đang tính làm món giun xào xả ớt đây các bạn ạ. Giờ ông cháu sẽ dọn dẹp lại một chút hệ sinh thái. Vãi nhái thật chứ, bảy trọ thả một miếng dưa chuột vô mà có rất nhiều sinh vật đến ăn bám luôn. Chắc thanh niên cần thêm thời gian để nuôi mấy em lớn đây. Dự là sẽ tốn tiền lắm. Sang ngày tiếp theo, anh bảy muốn quan sát kỹ hơn mấy bé bọ chét nguyên tử. Thả một miếng cà rốt vào trong. Chỉ vài giây mấy thanh niên đã tự mò tới. Bọ chét rất thích những loại trái cây tươi. Nhìn hàm răng đang ngấu nghiến thức ăn của chúng cũng dễ thương phết đấy chứ. Vãi nhái luôn, có một con kiến thợ cũng đến tranh giành đồ ăn mới ác. Mặc dù vậy thì loài bọ chét chỉ ăn thực vật chứ không có ăn thịt nha các bạn. Anh bảy chợt để ý thấy một con muỗi đang bay vo ve trong hệ sinh thái. Có lữ chúng đã đột nhập vào bên trong dưới dạng ấu trùng hoặc trứng như thế này. Với nhiệt độ thích hợp của môi trường, con muỗi đã đăng nhập xe vờ trái đất nhanh chóng. Các bạn nhìn thấy những hoa văn trên mặt kính này chứ? Nó không thể là dấu chân của bọ chét nguyên tử hay nuôi được. Trước mắt các bạn đây chính là cận cảnh quá trình lột xác của bọ chét nguyên tử. Sau mỗi lần lột xác, cơ thể nó của nó sẽ to ra trông thấy và bên dưới lòng đất xuất hiện một con giun đất đang bò lổm nhổm. Dự là anh bảy sẽ xử lý nó ngay và luôn. Giờ thì chắc phải đi nấu cơm cái không về vợ nó đấm chết các bạn ạ. Ở tình huống tiếp theo, lại một ngày rảnh háng của anh bảy. Hôm nay thanh niên lên núi gặp được một bầy nòng nọc con cực kỳ đáng yêu. Vãi trưởng, hình như tụi nó vừa mới đăng nhập xe vờ trái đất hay sao ý. Con đây là con cóc mà lần trước anh bảy thấy nó bị ô tô cán qua. Mặc dù đã vỡ bọc trứng nhưng nghị lực sống của nó vẫn rất lớn. Kể từ đó ngày nào anh bảy cũng đi tới con đường này để giải cứu những chú cóc. Ây ra, bên dưới hồ có một con cá bị chết kìa. Bảy trọ zoom kỹ thì phát hiện trên cơ thể nó xuất hiện trứng cóc. Vãi nhái, nếu các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy một hàng dài trứng. Từ nhỏ đến giờ nom nom mới thấy trứng cóc đấy. Đù mé trông vậy nhưng nó cực kỳ dài và dai nha các bạn. Nghe nói trứng cóc có thể dài từ 5 đến 15 mét. Một dây nhuê vậy chứa khoảng 1.000 quả trứng. Đẻ quá trời đẻ luôn mà. Sau vài ngày sinh đẻ, cóc cái sẽ trở về núi. Nhiều con đực vẫn cong vợ mình đi theo. Ây cha, trước mắt là một con ếch đực. Nhưng nó đang nhầm lẫn với cóc đực là một con cái. Vãi trưởng, tự nhiên có mùi dầu ăn đâu đây. 10 ngày sau quay trở lại, anh bảy đã phát hiện có rất nhiều nòng nọc con. Bọn chúng đều đã được đăng nhập xe vờ trái đất từ dây trứng mà anh bảy cầm hôm qua. Ngoại hình của nòng nọc cóc tương tự với ếch, có khác thì chỉ về kích cỡ mà thôi. Dẫu sao thì mấy em cũng mau ăn chóng lớn đi để anh bảy lụm mấy em lên chảo dầu một thể nhé. Sang ngày hôm sau, anh bảy bắt được một con ve sầu thoát xác. Nó có kích thước khá nhỏ, ái chà, thêm bé nữa vào giọ. Con này có kích thước to hơn. Nếu các bạn không biết thì chỉ những con ve sầu đực mới cất được tiếng la hét thất thanh, còn con cái thì không nhé. Ngoài ra khi đi đường không có mưa mà tự nhiên bị ướt dầu thì đó là do bạn ve đái lên đầu nhé. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một sinh vật cực độc lạ Bình Dương, nó có tên là tôm nòng nọc. Nhìn hình thù của chúng na ná con tôm, nửa phần lại giống con nòng nọc nên mọi người gọi nó là tôm nòng nọc á. Thức ăn của chúng là những hạt thóc rơi vãi trên ruộng mương. Vãi trưởng, nhìn cái mấy cáu chân nó cọ quậy cu te quá các bạn ạ. Loài sinh vật này có cách sinh tồn rất khác lạ so với các động vật khác. Đây là những quả trứng tôm nòng nọc, chúng có thể chờ đợi từ vài tháng đến vài chục năm để đăng nhập xe vờ trái đất. Chỉ cần một nơi đủ độ ẩm và có nhiều nước, vào mỗi mùa xuân khi nông dân tắt nước vào bờ ruộng, vô tình đã làm hàng triệu con tôm nòng nòng thức giấc, những quả trứng tiếp xúc với nước sẽ nứt ra. Vãi trưởng, nhìn mấy thằng cu con mới nhú bơi cu te quá mọi người ạ. Khi mới sinh, tôm nòng nọc sẽ dùng hết sức bình sinh để kiếm thức ăn. Chúng chủ yếu ăn các loài sinh vật phù du như nom nom. Khi lớn hơn tẹo nữa, mấy ông cháu này sẽ chuyển sang nhai rễ của cây lúa. Nói chúng thì loài này cũng dễ thương đấy, nhưng việc phá hoại mùa màng của bà con nông dân là không thể tha thứ được. Đối với một con tôm nòng nọc trưởng thành, nó sẽ đẻ trứng vào trong bùn, và điều đặc biệt là lớp vỏ trứng bên ngoài của tôm nòng nọc sẽ bảo vệ nó trước cái nòng cháy ra, cái lạnh xun vòi và cả thời gian nữa. Chúng có thể tồn tại hàng chục năm cho đến khi gặp được môi trường nước thích hợp để phát triển. Ảo thật đấy các bạn ạ. Kiểu này vào hôm nữa nom nom sẽ alo anh bảy đến đây bắt mấy em tôm này về mới được.